thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Gióp chương 29 đến chương 31 là bài đọc thoại dài của Gióp. Bài này được trình bày dưới dạng bài tự biện hộ cho hoàn cảnh của mình trước một phiên tòa. Chương 29 tỏ ra nỗi hoài niệm về đời sống phước hạnh trước đây của Gióp. Chương 30 là lời than khóc cho hoàn cảnh khốn cùng của mình. Chương 31 tái xác nhận ông trong sạch và kêu xin Chúa biện hộ cho ông. Gióp chương 29 mô tả đời sống tốt đẹp mà Gióp đã từng trải qua. Ông nhớ lại từng phước hạnh, từng sự tôn trọng mà mình có được. Câu 1 đến câu 11 và câu 18 đến câu 20. Ông nhớ lại đời sống nhân lành mà mình đã từng sống. Câu 12 đến câu 17 và câu 21 đến câu 25. Câu 1 đến câu 11 cho thấy đời sống trước đây của Gióp là rất tốt đẹp. Trước hết, ông có mối liên hệ tuyệt vời với Đức Chúa Trời. Chúa là đấng gìn giữ ông. Ngài soi sáng cuộc đời ông. Ngài là bạn của ông và ở cùng với ông. Kế đến, ông là người đáng tôn kính trước mặt mọi người khác. Ông có một địa vị cao trọng trong xã hội lúc bấy giờ. Ông được người trẻ lẫn người già cả tôn trọng. Ngay cả giới thượng lưu và quyền thế cũng đều không có tiếng nói giá trị nào trước mặt Gióp. Hết thảy mọi người đều nhìn thấy Gióp là người có đời sống rất phước hạnh. Riêng câu 18 đến câu 20 cho thấy Gióp nghĩ rằng đời sống tốt đẹp của mình sẽ trôi qua êm thấm, bình yên và lâu dài. Đời sống đó sẽ không có chút suy yếu hoặc hụt mất vinh quang. Câu 12 đến câu 17 và câu 21 đến câu 25 cho thấy đời sống trước đây của Gióp là rất ảnh hưởng. Trước hết, ông giống như một nguồn mang đến sự cứu giúp cho những người nghèo khó và mồ côi. Ông mang đến niềm hy vọng cho người cùng khổ, niềm vui tươi cho người quá bụa. Ông cư xử một cách công chính. Ông bảo bọc cho người mù, người què, người nghèo khó và người xa lạ. Ông trừng phạt kẻ bất chính và giải cứu nạn nhân khỏi tay kẻ ác đó. Tầm ảnh hưởng của Gióp đem đến sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội lúc bấy giờ. Kế đến, Gióp giống như một nguồn của sự trông cậy cho nhiều người. Người ta mong đợi được lắng nghe tiếng ông nói. Người ta nhìn ông để có thể nhận được niềm hy vọng, an ủi cũng như những chỉ dẫn trong đời sống. Gióp chương 29 cung cấp cho chúng ta thấy một hình mẫu về đời sống phước hạnh và đầy ảnh hưởng của một con người trong thời cựu ước. Đó là đời sống nuôi dưỡng những mối liên hệ tốt lành với Chúa, với người khác và với bản thân. Từ đó, phước lành được tràn tuôn đến cho mọi người khác trong xã hội. Đời sống cơ đốc nhân cũng cần nuôi dưỡng những giá trị tương tự. Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 14 và câu 16 rằng: các con là ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Câu hỏi suy ngẫm: đời sống của tôi đang tỏ ra những phước lành nào cho người xung quanh?
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin cho con kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trên đời sống con. Xin khiến con chiếu ra tình yêu, lòng thương xót và nếp nhân từ cho người quanh con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.